Chắc mọi người cũng đã quá quen thuộc với mấy bộ anime Isekai rồi hen, chuyển sinh xong có dàn harem chất lừ hay chuyển sinh xong thành thằng cha chủ tịch quốc gia đa cấp nào đó ở dị giới. Nono giờ thì chuyển sinh thành kiếm cho nó mới lạ này. Một người thanh niên đã chuyển sinh đến dị giới sau khi bị tai nạn giao thông, đặc biệt là cậu ta lại chuyển sinh dưới hình dạng một thanh kiếm. Đang hoang mang con ngang thì có một giọng nói xuất hiện, đã không giúp được gì còn hù rằng tương lai sẽ rất khó khăn. Nghe sợ đó nhưng mà anh đây có hách mà, cậu trách thử kỹ năng thì thật bản thân có skill thẩm định còn có tự hồi phục và tưởng tượng. Đúng là có được kỹ năng tưởng tượng có khác, Cậu tự ảo tưởng bản thân là thanh kiếm trong truyền thuyết, đang mơ thì từ đâu một đám goblin xuất hiện, chúng cố gắng kéo cậu ra, kéo không được thì thôi đi còn nhổ nước bọt vào thanh kiếm, thế là vèo một cái cậu xử sạch chúng nó, mà phát hiện lớn là mỗi lần giết chúng thì chỉ số sức mạnh lại tăng, thế là thanh kiếm nhà ta điên cuồng xử đám goblin, thanh kiếm quyết định vì chủ sở hữu tương lai cậu sẽ nỗ lực đi tìm thêm kỹ năng mới, ở một bên khác, có một em gái tộc mèo đen đang bị bóc lột, em cầu xin sức mạnh để giải thoát bản thân, đôi mắt em sáng rực trong đêm tối, sáng hôm sau, kiếm nhà ta hăng hái lạ thường lượn lờ trên trời tìm kiếm kỹ năng mới nhờ công thăm ngàn cật lực mà cậu tăng không ít điểm kỹ năng khả năng bay lượn cũng pro hơn nhiều cậu thầm nghĩ bản thân sớm muộn gì cũng trở thành thanh kiếm mạnh nhất thế giới thôi người xưa có câu đi một ngày đàng học một sàng khôn bên nhà ta đi một ngày đàng thì lạc mẹ vào động gò brins thế là bật mốt đồ sát xử đám nhỏ trước rồi tới tên vua cuối cùng là quét sạch nguyên ổ yêu tinh kết quả là kiếm thuật lên thẳng level 3, thật mong đợi có người trang bị kiếm ta quá đi thôi thời điểm này bên phía em mèo vẫn đang bị ngược đãi hôm nay lại đến lượt một em khác em mèo đi lên muốn cản lại nhưng chiếc vòng kiềng trên cổ khiến em vô cùng đau đớn còn bị lũ cầm thú đó trừng phạt sau đó còn bị chúng nó xỉ nhục chủng tộc là yếu đuối không tiến hóa được làm em mèo nổi nóng muốn tẩn chúng một trận kết quả vẫn là bị trói buộc không làm gì được quay trở lại phía của thanh kiếm kia cậu chia khu rừng thành các khu vực khác nhau theo cấp độ nguy hiểm thế là cậu tung hoành trong các khu vực từ 1 đến 4. điên cuồng càn quét các con quái và nhận được cả kho kỹ năng sức mạnh tăng vượt trội vậy là cậu quyết định vươn ra bên ngoài khu vực năm và gặp được một con slim nhờ kỹ năng xịn sò mà cậu dùng một chiêu quách xà lách chém thẳng vào tinh hạch của con slim thiệt hại cũng kha khá nhưng vừa nhận được kỹ năng hồi phục tức thời nên dăm ba cái ăn mòn làm gì được nhau sau đó cậu lại đi xử con mãng xà phân thân cái kỹ năng lụng được có gì đó sai sai nhưng bỏ qua đi cậu lại gặp tiếp một vài con mồi nhìn có vẻ khó ăn nhưng nhìn cái đống kỹ năng đếm không nổi kia cũng biết là ai thắng trận rồi sau khi mệt là người kiếm ta tìm được một mảnh đất để dừng chân nhưng nhận thấy đất đai ở đây cũng không có gì đặc biệt cậu định bỏ đi thì tá hỏa vì không cử động được nỗ lực cách mấy cũng vậy thế là cam tâm nhìn thời gian trôi qua cùng lúc đó bên phía em mèo đen đang bị quái vật truy đuổi tên béo hành hạ bé mèo cũng bị nghiệp quật chết trong tay quái vật mà lúc này những nô lệ vẫn bị kẻ sữa sống chết bé mèo dùng sức lực nhỏ để chặn chúng và đương nhiên là không thể chặn nổi rồi lúc này sự xuất hiện của thanh kiếm như ánh sáng của cuộc đời cô bé lấy hết sức mới có thể kéo được thanh kiếm ấy lên nhờ vào sự cổ vũ nhiệt tình của thanh kiếm mà cô bé mèo đã thành công trang bị cậu sự con quái kia bây giờ chỉ là việc còn con thôi vèo cái là xong mà lúc này tên chủ nô dâu mép xuất hiện đòi lấy thanh kiếm chưa kịp làm gì đã bị thanh kiếm tiễn đi luôn vậy là từ nay cô bé mèo đã được tự do từ lúc đó cô bé mèo đen mang tên fran này đã quyết định đồng hành cùng thanh kiếm cô bé đặt cho cậu một cái tên chính là sư phụ nghe hơi lạ nhưng mà cũng ổn áp phết nhỉ từ nhỏ fran đã theo cha mẹ ra ngoài thám hiểm để tìm cách tiến hóa trong tộc mèo đen từ trước đến nay chưa từng có ai tiến hóa mà cha mẹ cô bé cật lực điều tra đến khi không còn sức lực vẫn không thể tìm được mấu chốt trong chuyện này vì lý tưởng lỡ dở của cha mẹ mình mà fran trở thành một cô bé mưu cầu sức mạnh hướng đến tương lai có thể tiến hóa như mong ước mà fran cũng là một người có thiên phú rất lớn trong tay thanh kiếm hách cực mạnh kia thì lại càng phát huy thiên phú nhiều hơn mà nói đi cũng phải nói lại fran không chỉ giỏi mà còn rất tử tế đột nhiên fran gấp rút chạy đi đâu đó thấy vậy cậu liền hỏi nhưng không thấy cô bé trả lời lúc này ở gần đó có một xe hàng đang bị lũ gò brins bao vây thì ra fran chạy nhanh là để cứu người gặp nguy hiểm thấy bọn họ cũng đi về phía thị trấn lại còn ngỏ ý nhờ hộ tống lộ liễu đến vậy cô bé nghe lời cậu kiếm nên đi theo lên xe tên tóc vàng đánh xe nhìn có vẻ không phải người xấu nhưng thằng cha già ngồi bên trong biểu cảm có chút đáng ghét theo lời ông tóc vàng thì dường như gần đây trong rừng xảy ra tranh chấp giữa các ma thú nên lũ goblins bị đẩy dần ra phía ngoài gần những con đường trên thị trấn mà thủ phạm gây ra vụ đó thì tìm đâu xa kế bên chứ đâu nhìn cách cô bé fran chiến đấu ông chú kia mới đoán cô bé là mạo hiểm giả cơ mà cô bé có biết gì đâu thấy vậy ông chú tóc vàng mới dùng thông não chi thuật thông não cho cô bé nghe đến tiền là mắt fran sáng rỡ quyết tâm trở thành mạo hiểm giả trời sập tối cô bé đã ngủ say sau một ngày vất vả ở phía khác lũ goblins có hành động cực kỳ quái dị chắc hẳn sẽ là một chuyện kinh khủng trong tương lai trở về phía fran và men hai người đã đến được thị trấn cả hai quyết định đến hội mạo hiểm giả để đăng ký trước trên đường đi thì cậu phát hiện một sự thật vũ phàng rằng thứ vũ khí nào cũng có chỉ số tấn công cao hơn cậu may mà fran không chê mà tính ra ngoài chỉ số không bằng ra thì mọi thứ cậu đều hơn hẳn mấy cái vũ khí vô tri kia mà lúc sau fran đã đến được hiệp hội mạo hiểm vì thấy cô bé còn nhỏ nên nên người tiếp đón cô bé có ý ngăn cản nhưng fran quá cương quyết thế là cô bé được đưa đến bài kiểm tra giám khảo kiểm tra là một người đàn ông to lớn với cây vũ khí có chỉ số tấn công cực cao ông ta phát động tấn công fran nghe theo hướng dẫn của thanh kiếm nhịp nhàng né đòn sau một hồi bị tấn công liên tục văng ra rất xa thì cô bé quyết định phản công thanh kiếm bật hách cho fran để cô bé bắt đầu tấn công với tinh thần cứng rắn của fran cũng như sự hướng dẫn tận tình của cậu thì lần đầu tiên cô bé gây ra được sát thương với tên kia nhưng chưa hết cậu tung một đòn ma pháp để hỗ trợ cho cô bé còn fran thì hạ chiêu cuối làm ông giám khảo bay ra khỏi phòng hỏng cả một mảnh tường lớn đến ông giám khảo còn phải giơ tay thả cho cô bé một like nên ở cạnh thì cảm thán không ngừng vì trận chiến quá khốc liệt nên cả hai được đưa vào gặp trực tiếp hội trưởng hắn ta dùng thẩm định lên cậu và fran nhưng may mắn là cậu đã tính trước nên chuẩn bị sẵn kỹ năng kháng thẩm định cuối cùng cô bé cũng có thể trở thành mạo hiểm giả với chức nghiệp là ma kiếm sĩ mà ngay sau khi trở thành mạo hiểm giả thì việc đầu tiên cần làm đó là bán đồ lấy tiền thôi mà tiền trong tay nhiều quá cũng là một gánh nặng bọn linh đánh thuê bôi nhọ fran dùng thủ đoạn để kiếm tiền mà mấy lời bôi nhọ đó động chúng nhầm người rồi tên kia vẫn đang gáy hăng thì bị fran tiễn hộ cạp chân mấy tên kia cũng bị xử nhanh gọn thấy cô bé mạnh mẽ xử bọn chúng như vậy mọi người xung quanh đều đồng loạt dơ tặng cô bé một lay like. nhưng cậu và cô bé không hề biết cả hai đã bị một người đàn ông âm thầm nhìn thấu rồi ra khỏi hội cậu đề xuất fran trước tiên nên tìm một bộ giáp thật đỉnh đang đi ngắm nghía các thứ thì có một ông lão kéo cô bé lại ngỏ ý bán cho cô một bộ trang bị nghe tưởng đa cấp nhưng sau khi men thẩm định thì phát hiện ông lão tên garos này không phải lừa đảo mà ngược lại còn là một nhân vật rất gì và này nọ nữa thế là đành đi theo ông ấy thử xem sao mấy tên khác thấy fran được ông lão bán giáp cho liền không ngớt miệng chê bai cô bé không xứng mà theo lời garros thì ông nhìn vào biểu hiện của fran ở hiệp hội mà đánh giá nên mới bán cho cô chứ mấy thằng đã gà còn hay mõm như mấy tên kia thì còn lâu mới mua được đồ của ông bộ giáp mà ông garros đưa cho fran cũng khá xịn rồi nhưng quan trọng là đó là bộ giáp đầu tiên trong đời của cô bé khiến cô bé vô cùng vui vẻ sau một hồi thì men mới kêu fran bảo ông lão cho họ xem kiếm vì đám kiếm ở đây cái nào cũng có chỉ số tấn công cao hơn cậu nhưng garros liền cản lại Ông ấy nói tìm kiếm khác là không cần thiết vì hiện Fran đã sở hữu thanh kiếm Intelligent Weapon rồi. Mà lời nói ra trực tiếp chạm vào sự cảnh giác của Fran, cô thắc mắc vì sao ông biết, thì ông chỉ cười rồi nói rằng bản thân có skill xịn là thần nhãn nên mới biết được. Trong lúc lỡ mùng thì cậu lỡ bại lộ thân phận, thế là ông Garros đã biết được cậu biết nói chuyện, ông rất có hứng thú với thanh vũ khí có ý thức đó. Tiện thể còn thông não giúp cậu biết cậu mạnh đến mức nào. Nghe ông lão nói thì có vẻ cậu rất giống một thanh ma kiếm, mà vũ khí sinh ra được ý thức thì rất có thể cậu được rèn bởi một thợ rèn cấp thần mà trong lúc ảo tưởng thì cậu lại tò mò liệu bản thân có phải thần kiếm không thì kết quả là ngưng mơ đi nhé khi nào mạnh cỡ viêm kiếm đi rồi mơ tiếp mà thôi bỏ qua cú quê đôn này đi cậu muốn garros làm cho cậu một cái bao kiếm xịn xịn về phần nguyên liệu thì cậu lôi ra một đống thứ với cái đống nguyên liệu chất trồng như núi này thì có lẽ ông ấy có thể làm ra bộ giáp xịn hơn rồi sau khi ra khỏi tiệm rèn cậu bắt đầu lo lắng về vấn đề trang phục của fran nhưng không cần phải lo một bà chị đột nhiên xuất hiện mời chào mua bán thế là bà ý tư vấn cho fran một đống quần áo Bonus thêm cảnh cô bé thay trang phục hàng ngày trong rất thời trang nữa. Tiếp đó cả hai nghe theo lời hướng dẫn của chị gái khi nãy đi đến cửa hàng tạp hóa. Chủ cửa hàng là một mạo hiểm giả đô con đã về hưu nhìn có vẻ giang hồ nhưng ông ấy bày trí đồ trong tiệm rất chỉnh chu. Sau khi mua hàng thì chính là bước tìm nhà trọ. Ở đây họ định danh bằng thẻ hội viên của hiệp hội mạo hiểm. Cả cậu và Fran đều biết là từ ngày gặp được nhau cuộc sống của hai người họ trở nên đa sắc màu hơn. Tiếp đó cậu chủ tài nấu ăn cho Fran ăn nonne thì cả hai người bàn luận chiến thuật mà trong lúc cậu tập trung nói thì cô bé đã say giấc từ lâu. Cùng lúc đó lũ goblins lại có biến động lạ, dự tính là biến sắp đến rồi. Sáng hôm sau cậu và Fran lên đường đi làm nhiệm vụ hái lượm, tiện tay ứng cứu một nhóm mạo hiểm giả đang bị goblins bao vây mà vừa xử xong đám này, một đám khác đã được gọi tới để giúp nhóm mạo hiểm kia rút lui. Fran quyết định đứng ra chiến đấu để cản chúng lại. Tuy cô bé rất mạnh nhưng số lượng chúng quá đông, Fran không thể tránh khỏi bị thương. Dù đã tăng đến cấp 8 nhưng sức lực cũng cạn kiệt, tuy vậy Fran vẫn không bỏ cuộc, trong tay cầm thanh kiếm hách cực mạnh mà lại sợ đứa nào nữa. Tính đến thời điểm hiện tại số lượng quái Fran tiêu diệt đã lên đến hàng trăm con, kinh nghiệm tăng vọt mà lũ goblins không biết sợ càng đánh càng xuất hiện đông hơn sắc trời nhả nhem cũng là lúc lũ goblins bên ngoài bị xử xong fran cũng lên luôn cấp 12, thật sự quá giỏi mà lúc trở về thì liền đến tiệm rèn của ông garros để bảo trì giáp nghe đến việc fran đã chém hơn trăm con goblins làm ông lão giật thoát mình mà lý do hai người họ gấp rút sửa giáp là vì lúc đánh xong bọn goblins kia fran liền truy quét đến tận hang của chúng đúng lúc nhóm mạo hiểm giả lúc sáng đã trở lại cô bé dẫn họ đến trước hang động quan sát tình hình theo những gì nhìn thấy thì có vẻ đó là một hầm ngục cỡ nhỏ sau khi trở về bàn bạc với hội trưởng thì mới biết đám goblins kia cũng chỉ là lũ sâu bọ không còn chỗ ở trong hang mà thôi trong kia chắc chắn còn thứ đáng sợ hơn buộc phải thành lập một đội thảo phạt hầm ngục mà do đó fran trực tiếp được thăng lên hạng ép để có thể tham gia đội thảo phạt theo lời mời của hội trưởng quay trở lại hiện tại ở tiệm rèn của garros ông ta đang dùng ma tinh thạch để đưa trang bị trở về nguyên bản tiện thể ông ấy cũng giải thích cho họ nghe về hầm ngục thường thì bên trong hầm ngục thường có đồ tốt mà mấy cái hầm lớn thì lại càng có cơ hội cao trở về nhà trọ Fran phát hiện mình nhận được danh hiệu Goblin Killer, mà cái đó không phải trọng điểm, chỗ quan trọng là cậu được Fran rủ đi tắm chung. Ngại ngùng từ chối nhưng vẫn vào phòng tắm cùng cô, đang tắm thì nhóm Nen cũng ùa vào tắm làm cho cậu chóng váng một phen. Lúc ra khỏi phòng tắm, Fran ngồi ăn tối cùng Nen, cô nhắc nhở Fran về việc đem vũ khí về phòng tắm và cả về lần thảo phạt sắp tới, mà ngồi tám chuyện một lúc, Fran liền hỏi về thần hỗn mang, kẻ tạo ra mấy cái hầm ngục kia còn hỏi cả về thần chiến tranh cái tên thần hang máu sa ngã thành tà thần và bị phong ấn mà hậu quả để lại là tà vật như tụi goblins được sinh ra một thế giới mà sự tồn tại của thần linh được công nhận xem ra cũng khá thú vị sáng hôm sau cả hai đến nhận cái bao kiếm xịn sò từ chỗ ông Garos. cái bao kiếm này được ông già kia giới thiệu còn làm được mấy trò thú vị nữa chẳng hạn như nút tự động tách bao kiếm ra này sau xuôi cả hai tạm biệt ông thờ rèn ông ấy cũng không quên cổ vũ cho fran bằng một like giúp cô bé phấn khích đi thảo phạt lãnh đạo đội lần này là donald Run, người đầu phim làm giám khảo cho fran ông ta vẫn hung hãn như ngày nào cả nhóm còn đang bàn chiến lược thì bọn goblins đã lao ra tấn công tình hình không hề khả quan lũ goblins đang chiếm ưu thế fran lại phải ra tay nhìn thì tưởng lính mới nhưng đâu ai ngờ người chơi hệ vip đang đứng trước mặt sau một màn hỏa lực cực mạnh thì fran đã mở đường thành công cho mọi người thế là cậu hướng dẫn fran di chuyển vào trong hầm ngục với mong muốn giết được vua và hoàng hậu goblins nhưng cả hai đều không thể nào tưởng tượng được sau bên trong cái hầm đó không chỉ có mỗi vua goblins mà còn có một thứ cực kỳ đáng sợ đang chờ họ thấy fran đã tiến vào hầm ngục nhóm mạo hiểm giả nhanh chóng đuổi theo mà fran nghe lời cậu hướng dẫn để không cố quá sức chỉ oan hít oan kinh sử đẹp đám quái lại không quên chừa cho người đến sau một ít ý là đám quái nhỏ thì chừa chứ cái đám ở trước mắt này không nỡ nhường rồi thế là cậu dùng ma pháp tiễn chúng thành điểm kinh nghiệm của fran còn cậu cũng cần tinh thạch tuy nhiên nếu đám này không có tinh thạch sẽ bị nghi ngờ thế nên cậu quyết định thu hết cả xác bọn chúng vào không gian phía bên trong có một ngã rẽ khả năng cao là lối đến tầng hai nơi vua gò Prince trú ngụ mà cậu đã giả soát qua trên đường đi không có nguy hiểm trong lúc fran lẻn vào tầng hai thì ở phía sau nhóm người donald cũng đang phấn khích diệt đám quái mà fran bỏ lại mặc dù biết cô rất mạnh nhưng vẫn khiến Donald Ron không khỏi lo lắng cho cô. Lúc này bên phía Fran đã gần đến được giai đoạn cuối rồi, cô bé thành công tiếp cận tầng 2, mà kế hoạch thì cũng khá khả thi, sau một trận oanh tạc kinh khủng thì vua Goblins bị hạ. Lũ Goblins còn lại thấy sếp bị xử thì nhanh chóng rời đi, lần theo đường hầm, Fran tìm được một cánh cửa lớn, có vẻ vua Goblins không phải là trùng cuối rồi. Vừa bước vào trong cánh cửa liền đóng lại, sau đó một lũ quái vật xuất hiện, chúng lao đến tấn công, mà cậu thấy chúng khá yếu nên quyết định giúp Fran xử hết. Con quái đầu đàn của tụi này cũng đã xuất hiện, nó triệu hồi thêm rất nhiều con quái, tuy số lượng rất đông nhưng với sức mạnh của cậu và Fran thì nó cũng đã đi chầu trời. Fran lúc này đã lên cấp 17, phía trước có một cánh cửa, ma lực bên trong rất mạnh, thế nhưng Fran quyết tâm không rút lui, mà để chuẩn bị tiến vào bên trong cậu liền bắp sức mạnh cho Fran. Bên trong cánh cửa là một khu vực tối tăm, âm u bởi vì con quái vật bên trong là một thứ gì đó rất kinh hoàng. Lúc này ở hội nên lo lắng đi tìm hội trưởng Klim để hỏi về hầm ngục. Klim cũng chỉ biết nó mới hình thành nên chắc không có quái vật gì quá mạnh, có lẽ họ sẽ ổn thôi. Bên khác nhóm người Donald Roy đã đến bên ngoài cánh cửa nhưng không thể tiến vào được, nhìn nguồn ma lực bên trong bọn họ bắt đầu lo lắng cho fan Bên trong, đối mặt với con quái trước mặt, cậu liền thẩm định, nó là một con quỷ hàng thật giá thật, lại còn là hiểm họa bậc B, dư sức phá hủy cả một thành phố. Nhìn thấy hắn như thấy bố cậu không khỏi thắc mắc lý do gì khiến hắn chịu sai khiến của con gò Prince bên cạnh. Nhưng nhìn cách hắn tấn công con gò Prince đó thì cậu đã biết vốn dĩ nó không hề bị sai khiến, nó mới chính là chủ nhân thực thụ của cáo hầm này. Fran phát động tấn công về phía con quỷ nhưng chỉ một đòn là con quỷ cho Fran ăn hành sấp mặt, nó còn chém đứt đôi tay nhỏ của cô bé, may mà cậu giúp Fran chữa trị kịp thời. Mọi đòn phản công của Fran đều không có tác dụng, may mà cậu phát hiện chiêu trò của hắn, thành công né được vài đòn tấn công, Fran đang mệt lả người thì lại bị hắn dùng tức đoạt lấy đi kỹ năng kiếm thuật, không có kỹ năng kiếm thuật cô bé phải làm sao đây? Tưởng chừng sẽ mất kỹ năng nhưng quên mất đó là kỹ năng của Men chia sẻ cho cô bé, làm sao mà mất được? Sau một hồi chiến đấu cật lực, cô bé dường như đã bị thương rất nặng tên quỷ thi triển thứ gì đó nhìn có vẻ rất mạnh mà lúc này ở bên ngoài nhóm người mạo hiểm giả đang cố tìm cách phá cửa để tiến vào trong bên trong fran liên tục bị tấn công thương thế ngày càng nhiều cậu khuyên fran chạy đi tên quỷ này thật sự rất mạnh khó có thể đối chiến nổi mà fran người luôn tìm kiếm sự tiến hóa mưu cầu sức mạnh lấy việc bảo vệ mọi người làm động lực hôm nay không giết hắn hậu quả ngày sau khó lường fran liên tục né chiêu nhưng vẫn dính trưởng không ít thấy hắn tấn công vô tội vạ nhưng tuyệt đối chưa từng đánh trúng tên goblin thế là cậu nhắm vào tên đó mà đánh bất ngờ là tên quỷ lại chạy đến lấy thân mình che chở thì ra mấu chốt là ở đó cậu liền có một kế hoạch nghe hơi mạo hiểm nhưng có lẽ dùng được đầu tiên fran sẽ dừng tấn công mà chuyển về trạng thái né đòn sau mỗi đòn tên quỷ sẽ dừng khoảng 3 giây trong lúc đó fran sẽ ném cậu về phía tên quỷ trong lúc đó cô bé phát động tấn công nhìn thì có vẻ là để cậu lén đi xử con gò Prince, nhưng khi con quỷ tấn công đến chặn đường thì cậu bắt đầu đổi hướng mục tiêu là viên tinh hạch trên người hắn cậu dùng hết sức đâm vào ngực tên quỷ cuối cùng viên tinh hạch cũng đã vỡ cậu cũng đến giới hạn độ bền bắt đầu tan rã khi fran còn đang ngồi khóc hu hu thì cậu đã hồi phục may mà hấp thụ viên ma thạch kịp thời phía bên kia con blin định nhận lúc cả hai không chú ý để làm chút chuyện xấu nhưng không chú ý gì chứ xử mày luôn này fran tiện tay chém một cái con blin ngỏm luôn chủ hâm ngục đã chết nó cũng bị dừng hoạt động mà cậu quyết định xin luôn cây kiếm của con quỷ nhóm người mạo hiểm giả lúc này mới tiến vào bên trong được nhìn thấy con quái chủng đê môn cấp hiểm họa bên nằm chết khô khốc bên cạnh tất cả đều không dám tin là do fran giết mà donald lo lắng cho fran lúc này cũng thở phào tiến đến bật uy áp giảng cho cô bé nghe bộ mười điều tâm đắc mà nhóm người bên cạnh còn rén nói chi fran bị hành trực tiếp thế là trên đường về fran ngơ luôn đến mức tăng lên tận cấp 25 vẫn không tỉnh nổi may mà có món cà ri làm cô bé bừng tỉnh fran cũng quyết định nâng kỹ năng kiếm thuật lên level 10 tất cả còn về phần cậu cũng nhận được kỹ năng thánh kiếm cùng với tước đoạt kỹ năng tước đoạt là nhận được từ con quỷ đó cậu cũng cho nó lên level 10 luôn tỷ lệ cướp thành công là 100%. mà không ngoài dự đoán fran liền bị chủ hội gọi đến hỏi thăm vài chuyện việc cô một mình xông vào hầm ngục sẽ được bỏ qua vì nhờ cô mà không có người chết dưới tay con quỷ nhưng việc viên ma tinh thạch biến mất lại là vấn đề lớn các cơ sở khác nhất định sẽ hỏi fran cũng nói thật một nửa rằng trong lúc giết con quỷ không may chém trúng viên ma tinh thạch nên nó đã vỡ và biến mất rồi tên chủ hội nhìn vào mắt cô bé không chút dao động mà tinh linh cũng không có phản ứng gì nghĩa là cô bé không có ác ý hay tà tâm nên ông ấy định cho qua nhưng lúc này bên ngoài có một tên mập đạp cửa xông vào nói fran là kẻ lừa dối nhưng không qua mắt được hắn cái tên này rốt cuộc là đang nói gì vậy trời thì ra tên vừa xông vào là phó đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn, tên là August Thomson, một tên gà đích thực, cũng chính là người mà Nen đã từng nhắc đến, một tên quý tộc coi thường người khác, mà hắn lại có kỹ năng độc nhất là phát hiện lời nói dối, nhưng chiếu theo sự thật thì đó đâu phải lời nói dối, thì ra tên này lan truyền thông tin hắn có kỹ năng phát hiện nói dối để đảo lộn trắng đen, mà hắn lừa người khác cũng đúng thôi, một tên kỵ sĩ gay còn là phó đoàn trưởng mà chỉ số cùi bắp như vậy, không nói dối thì còn làm ăn được gì? hắn còn muốn hội giao Fran ra cho hắn giải quyết nhưng một cô bé có thể tự chiến đấu với con quỷ cấp B và xử gọn nó thì thằng cha gà mờ này có cửa để đối phó sao? Không bắt được Fran thì tên này lại muốn tịch thu vật phẩm, cái tên lúc người ta cầu chi viện thì không thấy đâu, lúc có chiến lợi phẩm thì lại chạy đến tranh. Thể loại này Klim cũng không nhìn nổi nữa, liên dọa mách đoàn trưởng thế là tên đó rén ngang, nhưng ra thế cũng lớn đồ đó nên lôi cha già làm bá tước ra thị uy. Nghe Fran muốn tặng ít nguyên liệu cứ tưởng là đồ từ con quỷ ai ngờ là sừng của con Goblin, làm tên August phát điên hất tung hết mọi thứ. Fran thấy mình bị sỉ nhục liền muốn xiên que tên này ngay tại chỗ, may mà Mên cản kịp, chỉ lấy của hắn một ít kỹ năng thôi. Cậu nhận được kỹ năng thẩm định nói dối còn Fran thì nhận được lễ nghi hoàng gia, mà lúc này Fran có nói cô bé 100 tuổi, hắn cũng không cãi lại được. Hơn nữa mất kỹ năng lễ nghi làm hắn trở thành một tên thiếu phép tắc, đứng gãi liên tục, lúc ra về còn không quên để lại một trái bom nữa. Lúc này Nen cũng đến, Klimt nói rõ hơn về tên kia, hắn là một tên đê tiện, dùng tiền mua chức phó đoàn trưởng lại còn thuê mạo hiểm giả cày cấp hộ nữa, vì thế nên cấp mới cao còn kỹ năng thì gà mờ sau vụ này có lẽ hắn sẽ lại tìm đến fran để gây trở ngại nhưng mà kệ mà hắn đi việc quan trọng là fran sắp được thăng lên hạng d mới bắt đầu không bao lâu mà đã lên đến hạng d rồi kỹ năng leo danh của hai người quả thật quá kinh khủng rồi dưới quầy lễ tân 500 anh em quây tụ lại tung hô bé fran mà để tạo thiện cảm thì mên suối bé khao cả bọn một trầu độ thiện cảm tăng vọt tối đó khi fran ngủ say thì cậu đã mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đang mông lung giữa giấc mơ thì fran đã gọi cậu dậy mà bỏ qua đã hôm nay là ngày fran mong chờ nhất ngày cô bé được ăn cà ri, mỗi người một việc cậu hướng dẫn fran làm món phụ một lát sau là đã có món ăn ngon nhưng món chính đặc sắc còn ở phía sau cậu đưa luyện nấu món cà ri lúc hoàn thành fran nhìn thôi cũng đã muốn ăn không ăn không biết ăn rồi mới thấy nó ngon dã man cô bé ăn xong dãy đành đạch khen đã một tuần trôi qua kể từ lúc hai người họ trở về từ hầm ngục trong lúc chờ ông garros làm xong giáp cụ thì hai người đi làm một vài nhiệm vụ nhỏ như đi tìm củ khoai kỳ lạ trong rừng chuyển phát thư cho quý tộc để nhận thịt lợn hảo hạn còn có thảo phạt ma vật nhưng chung quy ý định của fran quá lộ liễu cô bé muốn đem cả đống thịt kia làm cà ri hết luôn mà cả ba nồi cà ri đều được fran đánh giá cao đúng là con nghiện chính hiệu mà sau khi trở về thì được lính canh mách cho vài chuyện hóa ra tên august kia đang truy lùng fran khắp nơi ông ấy bảo cô bé chú ý an toàn trong đêm tối dường như cậu cảm nhận được sát ý liền bảo fran đi đến chỗ vắng để dụ chúng ra mà người theo dõi cô bé chính là gã august hắn hiện giờ không khác ma vật là mấy cũng may vẫn là con người fran nhìn còn không nhận ra cô bé làm hắn lú tưởng là nhầm người nhưng vũ khí của fran quá nổi bật nhìn phát ra ngay ấy mà mà tên August đến cùng với một tên khác của tộc Lam Miêu, kẻ thù truyền kiếp của Hắc Miêu, biểu cảm của Fran liền thay đổi ngay lập tức, như muốn giết hắn tại chỗ. Từ hàng trăm năm trước Hắc Miêu tộc đã bị bọn Lam Miêu tộc lừa gạt, đẩy vào vị trí thấp hèn nhất, chúng săn bắt Hắc Miêu để bán vào khu chợ đen. Tên mèo xanh thấy Fran chỉ có level 25 thì liền vui mừng, thái độ thêm phần tự tin thái quá, mà Fran đứng trước kẻ thù truyền kiếp thì tay chân không ngừng run lên. Trong lúc Fran còn mơ hồ thì tên mèo xanh đó liền tấn công, nếu không có cậu nhắc nhở thì chắc là Fran đã bị xử đẹp. Nhưng quả thật tên Lam Miêu này khá mạnh, hiện tại fran đã rất mạnh vẫn bị hắn cho ăn hành sấp mặt hắn chà đạp lên lòng tự tôn lại còn hành hạ fran khiến cô bé vô cùng tức giận người ta nói chết vì cái miệng quả thật không sai khi tên kia vừa tấn công xuống thì bị fran chặn lại chút sau lại bị cô bé tước đi thanh kiếm sau đó là đôi chân cũng bị tiễn đi nốt đời mèo vô thường gáy chưa được lâu thì tên mèo đen đã về với các bụi chỉ còn sót lại chấn bé đủ ở phía xa mà xem ra tên đó mạng lớn hội trưởng đã xuất hiện ngăn cản cậu và fran giết hắn nhìn tinh linh của hội trưởng cứ giống cha chủ tịch giấu tên nào đó nhỉ mà chuyện đó không quan trọng vấn đề là hiện giờ không nên giết tên august vì cha hắn đã ủy thác để bảo toàn tính mạng cho hắn chỉ cần tha mạng cho tên ngáo đó cũng có tiền thì giải gì không tha xong chuyện đang định ra về thì fran bị dội ngược lại bởi đống đồi núi của người phụ nữ tên amanda vừa gặp fran thì amanda đã nhào đến ôm lấy cô bé tự nhận là mẹ của cô khiến cho cậu xém chút cũng tin là thật người gì đâu mà khỏe dữ fran đẩy mãi không ra may mà có hội trưởng giải vây không thì fran bị cô ta ôm đến nhạch mất nhìn amanda trông trẻ trung như thế vậy mà đã 58 tuổi rồi sức mạnh lại cực kỳ kinh người mà Amanda từ lần gặp đầu đã biết Fran và còn rất thích cô bé. Kể từ hôm đó, bất kể là ở đâu, chỉ cần có Fran thì sẽ có Amanda xuất hiện, lần nào cũng bảo là trùng hợp. Trái đất tròn đến mức trong nhà tắm cũng gặp, nhưng Amanda quá mạnh, có phiền thì Fran cũng không thể làm gì, chỉ biết chạy đi tìm Nen để than thở. Theo lời của Nen thì Amanda có danh hiệu là người bảo vệ trẻ em, nên hành động của cô ấy nghĩa là đang bảo vệ Fran, nhưng bảo vệ gì chặt chẽ ghê vậy? Đang nói chuyện thì Amanda từ đâu xuất hiện bất ngờ, đám mạo hiểm giả nhìn thấy Amanda liền không nhịn được bàn tán vài tin đồn chưa nói gì nhiều đã bị ánh mắt sắc bén của cô làm cho rén cả đám rồi mà amanda còn chưa từ bỏ ý định dụ dỗ fran gọi mẹ lúc sau Klim cho gọi fran và nói chuyện chưa biết chuyện gì thủ Klim đã đem ra một đống ma tinh thạch làm cậu trói mắt nhưng vẫn còn tỉnh táo nhắc fran cảnh giác một tí hóa ra là muốn cô bé tham gia thảo phạt hầm ngục mạng nhện ở ngoại thành thù lao là hai viên ma tinh thạch fran không suy nghĩ nhiều bỏ lại câu 10 viên thì đi cho hội trưởng rồi rời đi bị dồn vào đường cùng Klim liền giáng nhận ở mức 5 viên không thể cao hơn fran cũng đã chấp nhận mức đó mà lý do Klimt nhất quyết muốn Fran đi thảo phạt là để làm dịu sự nghi ngờ của dư luận. Chuyện Fran được thăng lên hạng D ít nhiều đã khiến các mạo hiểm giả khác không hài lòng, cô bé phải hoàn thành nhiệm vụ tương đương với hạng hiện tại. Vừa đồng ý với Klimt thì Amanda đi và muốn đi cùng Fran, bởi vì trong danh sách mạo hiểm giả tham gia thảo phạt toàn là đàn ông, Amanda muốn đi theo bảo vệ cô bé. Về nhà cô bé mới tỏ ra trông đợi vào ma vật trong hầm ngục, còn cậu thì lo hấp thụ ma tinh thạch sau khi check skill. Cậu khẳng định họ đã mạnh lên không ít rồi, nhưng khi đấu tập với Amanda thì vẫn chưa đâu vào đâu. Sáng hôm đi thảo phạt hầm ngục, Fran đến nơi tập trung thì gặp được Amanda, khuôn mặt cô bé kiểu như 7 phần bất lực, 3 phần như 7 phần. Nhiệm vụ lần này do anh đẹp trai tóc vàng tên Cruza làm trưởng nhóm, cùng một vị giám khảo. Ngoài ra do là bài kiểm tra của các mạo hiểm giả hạng E nên ở đấy cũng có hai nhóm mạo hiểm giả khác nhau. Còn Amanda xuất hiện với vai trò người giám sát đặc biệt. Vấn đề nằm ở trong đám mạo hiểm giả hạng E kia, cái tên class mặt mày hung hãn kia có vẻ không có mấy thiện cảm đối với Fran, chắc chắn đã bị lời đồn bên ngoài chi phối rồi, mà mỗi lần hắn châm chọc cô bé đều bị Amanda nghe hết, một tay túm lấy đầu hắn nhấc bổng lên đến khi hắn cầu xin mới buông tha nhiệm vụ là thu nhập ma tinh thạch và diệt quái nhưng vì hầm ngục có đến 6 tầng nên họ tuyệt đối không được chủ quan trong lúc đi đến hầm ngục glad không ngừng dùng chiêu trò hại fran nhưng đều bị cho ăn hành ngược lại từ sáng đến chiều đi mãi vẫn chưa thấy cái hầm ngục đâu đến được hầm ngục thì sắc trời đã tối cả nhóm quyết định nghỉ ngơi một đêm rồi sáng sẽ di chuyển vào trong cả nhóm chia nhau ra gác đêm mà fran lại được chia cho gác ca đầu tiên tên Clutch vốn không thích cô bé từ trước giờ có cơ hội châm biếm thì làm sao mà bỏ qua cho được hắn châm chọc cô bé nhưng nó gì không nói lại chọc chúng đại kỵ khinh thường kiếm của fran làm cô bé tức đen mặt quyết định cho tên đó một bài học thầy có biến cả đám người kia tò mò nhìn qua tuy đang tức giận nhưng fran vẫn dựng kết giới bảo vệ khu vực của mọi người cái tên thiếu hiểu biết kia chẳng thèm quan tâm fran vừa làm gì chỉ biết đánh nhau nhìn con gà ngây thơ này không biết nên nói gì đây nữa mấy đòn mà hắn cho là mạnh thì fran chỉ nhẹ nhàng là né được ngay nhưng clad thì đến một cước của cô bé cũng không đỡ nổi thắng bại đã rõ tụi đàn em đành lôi đại ca về đêm vẫn còn rất dài chi bằng tẩn nhau vài phát Amanda gạ kèo với Fran, cô bé cũng đồng ý nhưng điều kiện là nếu cô bé thắng thì Amanda không được đi theo cô bé nữa, ngược lại cô bé sẽ gọi Amanda bằng mẹ. Mê nhìn thấu sức mạnh của Amanda liền khuyên Fran đừng tự đào hố chôn mình, nhưng cô bé đã lỡ bước một chân vào hố rồi. Vì muốn test thử trình độ của mình, Fran bảo cậu không cần giúp đỡ, mà lúc này Amanda cũng đem cái roi của mình ra. Amanda phát động tấn công, roi vung nhanh vun vút nhưng may mắn Fran đã né được các đòn chí mạng, mà quân chúng xung quanh thấy thế không khỏi kinh ngạc trước Fran tưởng tiếp cận được amanda là ổn nhưng không ngờ người phụ nữ này còn biết đem roi chơi cận chiến thời gian đùa dưỡng đã hết amanda bắt đầu nghiêm túc từng roi vung ra mang khí lực cực kỳ mạnh chỉ với dư chấn vừa rồi cũng đủ khiến fran chịu thương tổn cái roi trong tay amanda lúc này không khác sinh vật sống là mấy nó chuyển động vô cùng nhịp nhàng trước sức mạnh tuyệt đối fran càng thêm hiếu chiến cô dùng phân tách suy nghĩ sau đó lao về phía amanda với tốc độ kinh người nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch đánh lạc hướng thôi cú chốt là quả cầu lửa siêu to khổng lồ này cơ một đòn này đánh ra nếu là người thường thì đã đi gặp ông bà lâu rồi nhưng người hướng đòn là amanda cô có kỹ năng sự dụng ái của tinh linh một loại kỹ năng tự động kích hoạt thế là amanda bước ra khỏi đống lửa không chút thương tích sau trận chiến fran cũng kiệt sức ngã quỵ xuống thấy vậy amanda liền chạy đến chữa trị cho fran cô bé thiếp đi trong tay amanda trong khi ngủ fran mơ thấy mẹ mình tỉnh mộng mới biết đó là amanda cô cũng như mẹ ân cần đối với fran biết cô bé khó lòng gọi mình là mẹ amanda liền ôm cô bé vào lòng an ủi cô bên trong hầm ngục có một âm mưu đang được tiến hành lúc này nhóm của fran đang ở tầng một của hầm ngục Cruz đang phổ biến vài kiến thức cho cô bé, bọn người của nhóm Long giống thật sự ồn ào, lại còn rất thích gái. Nhóm thụ hải nhãn đa phần đều yên lặng điều tra. Cruz phát hiện ra chất nhầy màu trắng, đó là chất nhầy tơ nhện, mà lúc này đợt quái vật đầu tiên cũng xuất hiện, là một đám nhện. Mấy con này tương đối yếu nên để cho mọi người giải quyết, Fran và Amanda không cần ra tay. Cruz thì vẫn tiếp tục nói với Fran và chốt câu khiến anh men biết cô mèo nhà mình đã trở thành người thích cháy nổ trong mắt người rồi. Bọn họ bắt đầu di chuyển đến tầng 2, nơi đây tập trung kha khá loài côn trùng khác nhau, đa phần đều là cấp thấp, những người khác vẫn có thể giải quyết được nên Fra nhân lúc đó hỏi thêm vài thứ, Amanda giải thích cho cô bé nhiều thứ khác nhau, chẳng hạn như chiến kỹ. Đi một lúc thì cả đoàn đã đến tầng 3, độ khó cũng tăng không ít, nơi đây cả bẫy chẳng chịt, thấy vậy để bảo đảm an toàn Cruz cử Azo ra phá bẫy. Mà trong lúc anh em đang đau đớn vì chúng bẫy thì Fran và Amanda vẫn tỉnh bơ bản về kỹ năng. Đường đi đã an toàn, họ bắt đầu di chuyển, lúc này Amanda đã nói tới đoạn ma pháp. Ma thuật không thể cưỡng cầu nhưng muốn có ma pháp hệ phong thì cứ theo lời cô ta, khỏa thân chạy vòng vòng đó những cơn gió mới. Nghe thôi cũng thấy sợ, vì đường an toàn nên cả nhóm liền đi một mạch đến cuối tầng 3, ở đây bọn nhận xuất hiện với số lượng khủng nhưng vẫn rất yếu mấy con đó gì giao cho lính mới xử lúc này hai người kia đã nói đến nguyên tố kết hợp hai nguyên tố khác nhau sẽ ra được một loại mới mà theo amanda quan sát thì fran sử dụng được ba loại người sử dụng được hai loại vốn đã là thiên tài rồi ba loại thì thì còn lâu mới cho cô biết fran có tới năm loại nguyên tố mà tầng tiếp theo là tầng để nghỉ ngơi fran liền mang cả ri ra để tặng cho amanda theo bên đánh giá thì có lẽ fran đã hoàn toàn tin tưởng amanda nên mới đem cả G cho cô ăn Ăn xong Fran còn hỏi Amanda thêm vài thứ, mà quá nhiều kiến thức được phơi bày làm cô bé có chút quá tải, không tiếp thu nổi nữa. Bên cạnh đó, Glad đang than phiền vì hầm ngục này quá đơn giản, không phù hợp để làm bài kiểm tra. Nhưng tên đó đâu biết nguy hiểm thì đến tầng năm mới gặp, Cruz lại nhắc nhở thêm lần nữa cẩn thận là trên hết. Fran thì đang thuyết phục sư phụ yêu dấu của mình nâng phun hỏa và phong để tiến hành thi triển lôi minh, trong lúc nâng cấp kỹ năng thì có người đang nhìn họ rồi. Đến tầng 5 thì cuối cùng Fran cũng có cơ hội ra tay, nhưng nhìn chung chúng vẫn là lũ nhện, vẫn khá trơn chu, nhưng tầng 6 lại là chuyện khác bọn nhện thượng cấp bao vây cả đoàn thuốc giải giờ đây đã không còn tác dụng may mà có fran ở đây cô bé giải độc cho họ nhưng điểm vô lý là hầm ngục này mạnh hơn thiết lập của hội với một bài thi nâng hạng dành cho mạo hiểm giả hạng e thì đây quá gắt gao rồi thế là fran và amanda quyết định dọn dẹp cho mọi người đi ra ngoài mà hai tên trong nhóm long giống do chúng độc nên chạy linh tinh vì kéo họ trở về mà fran vô tình rơi vào một cái bẫy truyền tống người thì biến mất còn vũ khí bị bỏ lại amanda cũng lần theo địa điểm truyền tống nhưng không thấy ai đến cả men cũng không liên lạc được với fran không thể biết hiện giờ cô bé ra sao còn phía Fran, cô bé đang phải đối mặt với chủng thượng cấp nhận lừa đảo, không có vũ khí, cô bé sẽ vượt qua như thế nào? Trong tay không có vũ khí, sư phụ không ở bên làm Fran không ngừng run rẩy, thấy họ hoang mang con nhện vô cùng khoái chí, không chờ lâu nó liền phát động tấn công, khiến cả bọn ăn hành ngập mặt. Bên ngoài nhóm mạo hiểm giả đoán rằng đây là ý đồ của kẻ nào đó, liền nhanh chóng chia nhóm tìm đường giải cứu, một mình Amanda cầm theo kiếm của Fran những người còn lại đi theo tổ đội ban đầu, cật lực tìm kiếm, mà bên trước đó đã dùng rất nhiều cách để tìm cũng không có kết quả, đúng như dự đoán Amanda cũng không thể tìm ra được. Mà bên trong kia Fran vẫn đang bị bón hành, mê không ngại ngần dùng kỹ năng triệu hồi ngay tại chỗ, vòng ma pháp xuất hiện, cậu triệu hồi ra một con sói khiến Amanda ngạc nhiên, bỗng con sói bạo động định tấn công Amanda, cô ta chuẩn bị làm thịt sói thì cậu lên tiếng ngăn cản, thì ra do cậu truyền vào đó quá nhiều ma lực làm cơ thể nó chịu không nổi mới kích động. Amanda bảo cậu hãy đặt tên cho nó, đặt xong sẽ mạnh hơn, cậu cũng quyết định đặt tên cho nó, có tên rồi con sói bắt đầu tiến hóa, nó tha cậu lao về một hướng, Amanda cũng theo sát phía sau, lúc đấy bên trong kia Fran dù đã trúng độc vẫn cố gắng giải cứu đồng đội khỏi lũ nhện, ý chí chiến đấu vẫn còn sôi sục. Bên ngoài hai người họ được con sói dẫn đến một bức tường, cùng đường thì mở đường, Amanda bắt đầu phá tường. Bên kia Fran vẫn đang chiến đấu với con nhện, Fran dùng hết sức tụ hết sức lực vào một đấm này. Đòn này tấn công ra trực tiếp khiến con nhện bay màu. Đúng lúc cậu từ bên ngoài cũng đã xông tới được bên trong, Fran vẫn còn sống, vẫn có thể gặp lại sư phụ. Thấy cô bé bị thương cùng chúng độc cậu vô cùng kích động, nhìn Fran như vậy cậu vô cùng tự trách, cô ôm lấy sư phụ khóc không thành tiếng lúc này Amanda cũng chạy vào ôm lấy cô bé mà khóc lóc kết thúc trận chiến một cách viên mãn nhưng quên mất vừa lộ thân phận của mình rồi vì Fran tin tưởng cô ta nên cậu cũng nói cho cô ta mọi chuyện thế là kết thúc êm đẹp lúc mọi người ra đến ngoài thì không thấy những người khác họ chưa về mà trong lúc đó phía những người đi tìm kiếm đã bị chúng mai phục toàn đội mất khả năng chiến đấu đã khó còn gặp cái eo tên Glad đang bị treo lơ lửng còn dính bẫy tưởng chừng chết đến nơi thì Fran xuất hiện cứu hắn một pha trông thấy cô bé cứu những người còn lại tiện tay xử luôn lũ nhận con kia con nhện lừa đảo vừa trốn thoát đã chạy đến đây nó thấy tình thế nguy hiểm liền dùng tơ phòng thủ mà đống tơ đó chỉ một mồi lửa là cháy sạch trong lúc fran đánh nhau với con nhện lừa đảo thì những người còn lại đánh với lính lác con nhện gian xảo dùng tính mạng 500 anh em để bảo vệ bản thân nhưng với lôi minh ma thuật thì đó là một pha tự hủy không ngờ con nhện vẫn còn bẫy fran liền không may dính trúng bẫy của nó khiến bản thân bay xa nhưng không sao cô bé đang trong tư thế chuẩn bị hút ma tinh thạch amanda thấy vậy liền tức giận thổi bay con nhận và cả ma tinh thạch mà không biết mình vừa làm hỏng chuyện tốt của fran con boss đã chết Mọi người di chuyển đến điểm cuối, đúng như dự đoán con nhện lừa đảo không nằm trong thiết lập của hầm ngục. Trong lúc bận bịu thì Glad đến gửi lời cảm ơn cho cô bé, không sao cô bé thích giúp mọi người mà. Tối đó Fran đã cùng Amanda tâm sự về lý tưởng của mình. Trở về thị trấn, Fran đến tìm Klim để trình bày mọi việc. Sau trận chiến thực lực của Fran đã được chứng minh. Theo thỏa thuận Fran đã được cấp giấy phép vào hầm ngục Anmut. Vậy là vài ngày nữa cô bé sẽ rời khỏi thị trấn, nghe có chút buồn nhỉ. Chức nghiệp của Fran cũng chuyển sang ma đạo chiến binh, niềm vui nhân đôi khi ông Garos đã hoàn thành bộ giáp cho Fran tất cả đều là hàng xịn, sức phòng thủ cực mạnh. Trùng hợp là ông Garros cũng sắp chuyển đi, cùng chỗ với cô bé, duyên phận của họ vẫn còn dài. Lúc này Amanda đang nói chuyện với ông chủ tiệm tạp hóa, học trò cũ của cô, hai người đều nhớ về hai đứa trẻ hắc miêu năm đó, tâm trạng chất chồng. Sáng hôm Fran rời đi, mọi người đều tụ tập gửi lời chúc và tạm biệt cô bé. Trước khi đi cô bé còn quay lại gọi một tiếng Amanda, khiến mọi tâm sự của cô tan biến. Thì ra Fran là con của hai đứa trẻ năm xưa, di vật lớn nhất của hai người họ là cô bé. Bên cạnh đó ở phòng hội trường, Clint đang trò chuyện với cháu mình, thì ra chuyện hầm ngục là do tử tước ôn san gây ra mà tinh linh của tên đó cũng cho biết fran không có ác tâm cũng không phải là một nội gián thế thì phải công nhận cô bé là một hắc miêu tộc tài năng rồi lúc này fran vẫn đang quyết tâm tiến về phía trước cùng với sư phụ và chú cho sói uruji một tương lai mới đang chờ cô bé phần phim đến đây là hết xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và giờ thì xin chào và hẹn gặp lại